Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở quốc lộ 1A ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì em vừa mới đi quay một cái miếng đất ở xã Thành Phú cho anh chị xong á. Bây giờ về ngang cái miếng này thơm quá trời thơm luôn. Mà điện thoại em sắp hết pin rồi. Em gán em quay những cái phút cuối cùng nhất luôn cho anh chị, anh chị tranh thủ mình xem nha. Thì cái miếng này thật sự rất là ngon luôn á anh chị. Nó nằm ở trên mặt tiền quốc lộ 1A. Đây nè, em cho anh chị xem nè. Cái miếng này nè anh chị, nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A. Bề ngang á là 4m1, bề dài là 40. Giá chốt của chủ luôn là 850 triệu. Rất là rẻ luôn. Em không có đi vô bên trong được nên không có quay cho anh chị xem được nha. Nhưng mà anh chị xem nè, đất của mình đó là nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A, gần chợ Long Định, gần Ủy ban Nhân dân Long Định luôn. Ở đây á, anh chị đi lên, đi qua cái chỗ mà cái cầu ở chỗ này nè là tới chợ Long Định rồi. Anh chị ở đây mình đi lên tầm chừng khoảng 1 phút, 2 phút thôi à, 2 phút thôi hà. Nó rất là nhanh luôn. Mà ở đây nha, anh chị đi chợ nè, đi ủy ban, đi trạm y tế, đi trường học, đi ngân hàng, rồi đi phòng khám tư rồi á, rất là gần. Khoảng 3 phút, 2 phút đổ lại thôi, nhanh lắm. Thì ở trên mặt tiền đường quốc lộ 1A luôn. Đang bán một miếng là ngang là 4m1, dài là 40. Đất thì là đất cây lâu năm. Giá chủ kêu là 850 triệu. Thật ra là chủ kêu tụi em quay là 900 rưỡi lận. Chủ kêu quay 900 rưỡi lận, rồi chủ chốt là chốt giá 800 rưỡi. Nhưng mà em quay giá chốt cho anh chị luôn. Cho nên cái giá 800 rưỡi là cái giá là không thương lượng nữa luôn nha anh chị. Nó là không có là một đồng luôn á. Còn mà cái vấn đề mà tiền giấy tờ thì em cũng không biết nữa nha. Tiền giấy tờ thì tùy theo anh chị mình xuống mình gặp chủ đất á, mình thương lượng với người ta nha. Thì em xin nói trước, cái miếng này là 800 rưỡi là giá chốt của người ta luôn á. Này, đất thì đất trống thôi, để em đi dài xuống dưới cho anh chị mình xem. Ở quốc lộ 1A đất rất là mắc nha, đụng vô một miếng là nói chung là hàng mà mấy tỷ không à. Như có một miếng rẻ nhất luôn là 108, 1000 mét thổ cư thì giá là 8 tỷ. Nói chung đất quốc lộ 1A thì đất khá là bự. Mà mình để mình tìm một cái miếng mà một mấy miếng nhỏ nhỏ mà giá tầm mà 1 tỷ đổ lại á, thì thuộc dạng là hiếm rồi. Hình như là trong cái danh sách mà quốc lộ 1A của em á, chỉ có một miếng là giá là 1 tỷ 2 thôi. Còn nhiều á là cái giá là 2 tỷ rưỡi, rồi giá là 8 tỷ, 6 tỷ, rồi 20 tỷ, 20 mấy tỷ không à. Cho nên cái miếng này mà chốt mà 800 rưỡi là rất là ngon luôn nha. Bên trong á, hình như là nó dài xuống qua đây nè anh chị. Đây, đó anh chị xem. Anh chị xem đỡ nha. Em lùng quá à, không có đưa qua tới cái hàng rào nổi luôn. Thì cái miếng này á, là đất là đã có sổ sẵn rồi. Bề ngang á, là 4m rưỡi, bề dài là 40. Đất cây lâu năm. Chủ kêu giá là giá chốt luôn là 850 triệu, giá này là không thương lượng nha. Trong đất thì có cây xoài, nó quên cây mận chứ. Quá là quý luôn rồi anh chị. Đó, anh chị mua về mình xây nhà là được rồi. Để em đi ké ở bên này, đi ra ngoài sau thử coi ngoài sau nó như thế nào ha. Em quay video bán cái miếng đất bên này vậy. Ở bên này nói chung em không có vô bên trong được, không có quay cho anh chị mình xem được. Mình chỉ có thể đi nhờ bên hàng xóm để mình coi là đất của mình có gần đất có màu mã gì không thôi. Rồi mừng quá, không có màu mã gì nha anh chị. Không, ngoài sao nè, đất của mình là nó dài tới tới cái mí to nó đây nè anh chị. Nó dài tới cái mí to nó đó đó. Xung quanh thì không màu mã gì hết nha.
Đó, anh chị coi đỡ vậy nha anh chị. Rồi xong rồi. Thôi em đi lên. Thì xin nhắc lại anh chị nha, cái miếng đất của mình á là ngang là 4m1, bề dài á là 40. Đất cây lâu năm. Giá chốt luôn á là 850 triệu, không thương lượng luôn nha. Thì anh chị nào mà quan tâm miếng hồi nãy thì alo cho em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Để em mở định vị lên cho mình xem nha. Đất của mình là hướng nam nha. Đất hướng nam. Vị trí của em đang đứng là cái chỗ mà cục tròn màu xanh đó. Anh chị mình đi thẳng luôn là qua cầu Long Định thì tới chợ Long Định luôn nè. Trường học và ủy ban nhân dân là ở ngay đó luôn á. Đó. Đó anh chị xem. Đó chợ Long Định nè, vừa qua cầu là thấy chợ Long Định liền luôn. Rồi phòng khám quân y nè, trường trung học đâu nè. Rất là tuyệt vời ha, rất là gần luôn. Đó, đất mình thì ở đây. Nó gần chạm dừng chân Long Định luôn. Thì anh chị thấy miếng đất này thế nào? Đất thì có sổ sẵn hết rồi. Em thì em thấy miếng này rẻ. Tại vì ngang 4m5 mà dài 40 là thấy là rất là ngon rồi. Giá 850 là ok luôn. Rồi thì à quên, từ ở đây á mà về tới bến Mỹ Tho, Mỹ Tho khoảng bao xa ta? Ở đây á mà mình về tới bến xe miền Tây á thì là khoảng 65 cây số nha. Còn ở đây á mà về tới thành phố Mỹ Tho thì là khoảng 10 cây số nha anh chị. Ở đây về thành phố, về trung lương thành phố Mỹ Tho luôn là khoảng 10 cây số. Rồi thì em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Cái miếng này thật sự em thấy giá rất là tốt luôn. Nếu mà anh chị mình thấy cái video này thì anh chị cứ về xem nha. Rồi em xin chào anh chị ạ.